Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày gần đây thì cả thế giới đang xôn xao về vụ dẫm đạp tại sân vận động Indonesia và những người sống sót thì cũng vô cùng sợ hãi khi mà kể lại sự việc này. Và cụ thể là vào ngày 2 tháng 10, giới chức Indonesia cho biết tổng số người thương vong trong vụ dẫm đạp và bạo loạn xảy ra tại sân vận động Kanjuruhan ở thành phố Malang, tỉnh Đông Java là khoảng hơn 300 người. Đây được cho là một trong những vụ dẫm đạp tại sân vận động nghiêm trọng nhất trên thế giới và liên quan tới vụ việc kể trên, tổng thống Indonesia đã yêu cầu điều tra, giả soát việc đảm bảo an ninh cho các sân bóng tại quốc gia này. Những người sống sót trong thảm kịch dẫm đạp tại sân vận động Malang ở Indonesia vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc. Tôi hy vọng sẽ không có sự việc nào như thế này nữa. Chúng tôi đều hoảng loạn, nhiều người bạn của tôi đã thiệt mạng. Chúng tôi cần công lý. Anh ngã xuống vì hơi cay phải không? Đúng thế, hơi cay không chỉ có trong sân mà còn cả ngoài sân. Thậm chí cả các cửa hàng và quầy bán hàng rong cũng trúng hơi cay. Bác sĩ tại bệnh viện ở Kajuruha nói rằng phần lớn người bị thương phải điều trị vết thương do tia sáng, khó thở và chấn thương. Cảnh sát trưởng tỉnh Đông Java ông Nico Afinta cho hay sau khi trận thi đấu giữa hai đội Arema FC và Persabaya Surabaya kết thúc tối ngày 1 tháng 10 với tỷ số 2-3 do thất vọng vì đội nhà thua cuộc, các cổ động viên của câu độc bộ Arema FC đã lao vào sân, buộc cảnh sát phải dùng hơi cay trong nỗ lực kiểm soát tình hình, khiến đám đông dẫm đạp lên nhau và nhiều người bị ngạt thở. Tổng thống Indonesia Joko Widodo nhấn mạnh các nhà chức trách phải đánh giá kỹ tình hình an ninh tại các trận đấu, đồng thời nói thêm rằng ông hy vọng đây sẽ là thảm kịch bóng đá cuối cùng trong nước. Ông Widodo cũng đã ra lệnh cho Liên đoàn bóng đá Indonesia đình chỉ tất cả các trận đấu tại giải đấu hàng đầu Indonesia BRI Liga 1 cho đến khi cuộc điều tra toàn diện về vụ bạo loạn nói trên hoàn tất.